Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã tiếp bà Misonova Maja Joseena, tân Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chúc mừng bà Misonova Maja Joseena được bổ nhiệm vị trí Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Rất mong trong nhiệm kỳ công tác của mình, bà tiếp tục thúc đẩy mối hướng quan hệ giữa hai dân tộc, cũng như tăng cường các mối hướng quan hệ Đà Nẵng với các địa phương của Nga. Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chúc bà và các cộng sự sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ công tác. Bà Tổng lãnh sự liên bang nga tại Đà Nẵng cảm ơn sự đón tiếp và những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Ngô Xuân Thắng. Bà nhấn mạnh hai chữ đồng chí với mong muốn bày tỏ quan điểm quan hệ Việt Nam-Nga quan hệ giữa lãnh đạo và nhân dân đà nẵng với tổng lãnh sự quán nga tại đà nẵng luôn là mối quan hệ vô cùng thân thiết bền chặt và có tính lịch sử bà khẳng định mối quan hệ này sẽ phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ công tác của bà tại đà nẵng